Hello, chào tất cả anh em quay trở lại clip tiếp tục của mình. Thì ngày hôm nay, anh em có thể thấy trên màn hình hiện tại là một em Nga Mi kiếm yếu tướng Kim Sa 7 và sức 3 của anh em Bắc Binh. Và thì hôm nay chương trình của mình là giao bán dù một anh trên forum chiến kỳ 2 với trục ác của Nga Mi kiếm. Và em này thì là tiền thân của biểu muội đây, Nga Mi kiếm biểu biểu muội. Vâng, Kim Sa 7 nhá. Rồi văn sức cấp 3 và em này muốn ra đi sớm cho anh em có thể xúc về để ví dụ trải nghiệm cảm giác chơi Nga Mi kiếm yểu tướng rút bút đứng im 5 giây, nó cảm giác nó sung sướng như thế nào. Ok, thì hiện tại em này đang xem vào quán hủ của Vina Game, thì mình xin review cũng như là giao bán luôn dùng chủ hắc em này. Đầu tiên em này có bet 7 này, vô cùng 150 này, tỷ lệ sát thương là 7% này. Bet 6 chúng ta có cái gì? Vâng, bet 7 là ngon nhất rồi, cùng 100 này, sát thương 6% và có con bet 7 ok nhất rồi. Và chúng ta sẽ cùng ấy nhanh em nha. Rồi. Đầu tiên đi. Búp để cho Thiếu Long Quyền là test vác trước đi anh em nhá. Ok. Mình sẽ rồi, mình sẽ test cho Thiếu Long Quyền này test này. Thiếu Long Quyền này là một uy hiểu tướng anh em nhá. Uy hiểu tướng full đá 7 và kim sa 7. Đợi tí mình sẽ soi đồ vòng quát vô ảnh cước 10% sát thương rồi. Rồi, mời Thiếu Lâm Quyền sút nào. Như bạn hình như là nhầm bố lắm tích thì pha. Không phải, phải. Mà cảm giác sút xong nó cùi nhờ. Hôm nay thì ăn uống gì nữa. Vâng, tôi ăn cái lắc lên cho nó khỏe. Đầu tiên là tôi sẽ test nhá, test độ trâu của Nga Mi kiếm. Quên không bút cái sen cho. Vâng, đây là một Thiếu Lâm Quyền đã hóa cảnh rồi. Full đá 7, bao tay nói chung là từ đầu đến đít luôn. Vác vô ảnh cước 10% đá mắt. Còn tôi đang rút đứng im anh em thấy chưa? Và thứ hai, sau khi rút đứng im được rồi, ta có cái skin này này. Anh em thấy chưa, nó có tác dụng đẩy lùi và khi mà ép cái yếu quyết đó chính là Ngọc Nữ Kiếm Quyết thì có 25% có tỷ lệ đẩy lùi. Và không ăn thua rồi, sút thế này là không ổn rồi. Vâng, một pha trấn phái 265k. Rồi ví dụ anh em đi thì rất khó chịu này. Sau đó là anh em đi lên server 1-1 này, anh em có thể sử dụng này, Ngọc Nữ Kiếm Quyết này. Không bao giờ sút chết được Nga Mi kiếm nhá. Nga Mi kiếm này hiện tại đợi tí mình review đồ trâu quá xong, sau đó là mình sẽ review cái đồ cho anh em xem. Và anh em nhìn thấy chưa, có tác dụng 25% để lùi cho là anh em tầm khoảng phi ra 4 cái tiêu, à 4 cái Ngọc Nữ Kiếm Pháp thì chúng ta sẽ có tỷ lệ là một phát nó bị đẩy lùi. Đấy, rất khó để có thể tiếp cận luôn. Rất khó chịu đến từ Nga Mi kiếm yểu tướng. Rồi, test thử cho anh em thôi, nói chung là sút có mà gãy chân. Kể cả thằng mắc 9 hoa cảnh 90 mạch nha, sút gãy chân. Không làm gì đâu. Không chết được, ý mình nói không chết chứ còn nếu mà đánh 1-1 có thể là thua ăn đêm gì đó. Không chết được đâu anh em. Nếu đánh cố mà ví dụ đánh trong lôi đài 1-1 ấy, châu bò mà ví dụ nha, ví dụ anh em đánh liên server 1-1 nhá, thì nó sẽ hiểu đại tu cái gì có 25k thế này. Vâng. Nếu mà anh em đánh ở trong liên server 1-1 ấy thì nó có thời gian thì có thể ăn thua đêm. Còn nếu mà anh em đánh lôi đài 1-1 thì hiểu tướng không có cửa nhá. Thiếu Lâm Quyền không có cửa khi mà bị rút này. Xong sau đó lại hồi máu thì mà Thiếu Lâm Quyền chỉ được 2 bình thôi thì không thể ăn được. Đây thì Nga Mi kiếm không cần phải sử dụng bình nào. Nó là như vậy. Sự khác biệt Nga Mi kiếm yểu tướng và các Nga Mi kiếm khác. Rồi. Anh đứng im rồi. Phút cảm giác như nó không thấm luôn ý. Tức là nó không có cái độ đàn hồi gì cả. Cảm giác như là kiểu như sút vào bê tông hay là sút vào gì ý. Sút xong lại chúng ta lại thấy hồi máu. Anh em thấy chưa, sút hết phát không có cảm giác gì luôn, sung sướng gì luôn, mặc dù mình úp cho rồi. Rồi, có lẽ là thôi nhá. Mình sẽ review này.
Vâng, chúng ta thì thấy là cái lượng nội ngoại phòng 2 cộng 2.400 cơ mà. Vãi cả lìn. Sau khi anh em book cả thêm Phật quang phù chiếu nữa. Rồi, thì mình xin review với ác nha, để cho đỡ mất thời gian. Vâng, độ trâu thì khỏi bàn rồi, mà trong khi là chưa mắc hóa cảnh. Chúng ta con này hình như là mắc, con này hiện tại nó 70 mạch hóa cảnh thì phải. Thì mình sẽ review cho anh em xem. Hiện tại top server đang 11. Đây không chết nổi anh em ạ. Tưởng như vác cuối cùng sẽ chết, không chết luôn. Chết rồi. Rồi, ca diệp không chết. Rồi, ok. Anh yêu tướng. Ông xét quý giời, anh em nhìn thấy chưa? Xét châu kiểu, xét châu lãnh nguyệt cấp 7 kiểu, phá địch 140 kiểu. Thế còn gì nữa, còn gì để bàn hơn nữa được, đúng không ạ? Rồi, review anh em nhá. Đầu tiên anh em nhìn thấy là hiện tại thì anh em có thể thấy là áp gì đấy ạ? Ác, anh em bút cái này thì nó sẽ về nội ngoại phòng 0% nhá. Em bút cái này này, cái độ quyết độ nguyên quyết ấy, thì nó sẽ về nội ngoại phòng 0%. Đấy. Ok, thì review đây. Đầu tiên anh em thể thấy là nó biểu tướng cộng 14 đá 7 quá là chất lượng rồi, đá giảm có thương quá là trâu bò rồi. Vâng, thứ hai là anh em nhìn cái bảng cái ba chúng ta thấy cái gì đặc biệt không? Phòng thủ bạo kích 455 điểm. Vâng, cái phòng thủ bạo kích này tôi nói thẳng với anh em là đến cả full bạo kích luôn cũng không thể thủng được. Có khi có ra đồ mới luôn, tôi nói thẳng luôn là anh em là ra đồ mới luôn, tức là ra đồ tướng mới úp từ biểu tướng lên cũng không thể thủng được bạo kích, anh em hiểu không? Hiện tại thì bạo kích cao nhất vào lâm chuyển kỳ 2 nó rơi vào khoảng 3x, tức là 320 mấy, tầm đó mình không nói chính xác nhưng mà tầm đó. Thứ hai là về áo này, áo full đá 6 đúng không ạ, cộng 14 full đá 6, còn quần cũng cộng 14 và full đá 6 đồ đạc. Nói chung anh em về múc về thì chỉ việc cày cấp thôi, cày hóa cảnh thôi là xong đấy. Hai là cặp ngọc uy hiểu tướng phùng full đá 6 tiếp này. Cảm ngọc phòng thủ bạo kích đã chuẩn hàng rồi. Và cái kiếm uy hiểu tướng anh em có thể thấy là kèm theo độc sát, và mỗi lần độc sát nó rơi vào khoảng 1k. Và có lẽ là 1080 đúng không ạ, nhân 3 1080. Nó rơi vào tầm đó. Độc cứ lên hơn 1k. Về tín vật cấp 20, con này thì mắc binh rồi. Ngoại trang chuyển sinh 10 anh em nhá, ngoại trang chuyển sinh 10 về tin tức này, chuyển sinh 199 này, công trạng hiện tại nó gần 10 triệu. Công trạng là gần 10 triệu. Gần 10 triệu nha, chân khí 900k. Vâng, danh vọng này, sư môn nó gần 1 triệu mẹ luôn rồi. Và chúng ta có thể thấy là hiện tại hiệu thì chỉ có Thiên Xu và Ngọc Hoàng thôi. Thật ra thì con này quá là nhiều phiếu đổi hiệu, nhưng mà bởi vì Nam mình kiếm cá ve cho nên là không cần phải đổi quá nhiều hiệu làm gì. Lượng đêm cũng tương đối là cao rồi. Thôi mình cho anh em xem cái mạch trước nha. Cái mạch trước thì anh em có thể thấy là cái mạch hiện tại thì ác đi theo mạch 5 mạch 6 ngoại, bởi vì là sao, để lấy độ trâu. Vâng, lấy độ trâu. Còn con này mới đi theo mạch nội nữa ấy. Anh em thì hình dung là đêm nó tầm khoảng 10, chắc là 17, 18k gì đó. Búp lên 19k thì đúng là phải lì rồi nhá. Ok, anh em thì thấy đề bạc kinh mạch của Nga Minh Kiếm. Tiếp tục về văn sức cấp 3 thì một dàn văn sức con này đi theo nội. Một dàn văn sức cấp 3 nội công gân cốt và công kinh nội công quá là tuyệt vời luôn. Văn sức cấp 3. Rồi, ngoài ra thì còn có cái nào kháng ngũ hành không nhỉ? Hay quế chắc chắn là vô cụ rồi, không thể lệch được rồi. Nga Minh Kiếm thì phải đi vô cụ rồi, không thì có chuyện là đi phá địch được, đúng không ạ? Bếp thì bảy rồi, nãy mình có giới thiệu rồi. Xét thương hải di châu là một xét cấp 5 anh em. À, không phải một xét cấp 5, có một viên cấp 7, viên châu 7 này. Quá là ngon luôn, còn lại thì sẽ full 5. Full 5 và chuẩn một châu chuẩn hệ luôn. Và anh em thấy là tăng thêm điểm vô cụ 100 điểm. Xin tối đa tăng 20. Nếu anh em ví dụ như là châu 7 chẳng hạn, ở ưng chung đúng không ạ? Thì nó sẽ thêm một số kỹ năng. Ví dụ châu 6 nó sẽ thêm một cái kỹ năng gì đó, và châu 7 thêm một cái kỹ năng gì đó. Ông giám định tôi luyện này, tách này, giới thiệu này. Rồi về kim xà bảy này, soi óp anh em nhá. Kim xà bảy anh em có thể thấy là huy chương hiện tại đã tẩy các cái đồ áo choàng kim xà và giày là chuẩn óp cuối rồi, có nội công tăng 26%. Anh em có thể dùng tẩy tâm 7 để tẩy, hoặc là anh em muốn lấy sinh lực đúng không ạ, 455 thì nó quá thừa là phòng thủ bạo kích rồi. Như vậy là anh em có thể tẩy full sinh lực nha, full sinh lực cả ba món thì vẫn đảm bảo cho anh em, thậm chí là full sinh lực ba món thì nói chung là vẫn đảm bảo cho anh em là cái lượng phòng thủ bạo kích nó không bị thủng đấy, gần như là như vậy. Và gần như là như vậy, 483 đúng rồi, kể cả sinh lực ba món 25k tăng lên 75k thì nó rất là vãi lìn nhá, anh em nhìn chưa. Rồi cái huy chương kim xà bảy và phòng thủ bạo kích 48. Mà con này tôi nói thẳng với anh em là con này mà đeo vô song chiến thần ấy thì nó cũng không thể thủng được báo kích đúng không ạ, không thể thủng được. Có thể cho xem phòng thủ báo kích 45 vẫn có thể thủng được, nhưng mà nói chung là rất là khó, ít người có thể là báo kích full
32 điểm mỗi món kim xà đúng không ạ? Đấy, anh em có thể đeo vô song chiến thần chẳng hạn, đeo nón uỷ tướng, quần áo vô song chiến thần thì lại không thủng. Chúng ta có thể là dùng skin quan âm quyết để hồi máu rất là nhanh nếu đeo vô song chiến thần nhá. Đấy, con này là vô song chiến thần tuyệt vời. Vâng, cái giày thì mắc binh rồi, mắc binh ba dòng dưới quá tuyệt vời luôn rồi. Đấy, phòng thủ bao kích, nói chung là huy chương với áo cho anh em có thể đến đích xin được đúng không ạ? Còn giày thì ngon rồi, không cần. Về mặt tài chính thì 10 thành 4 phụ lục và 97% dòng 2. Vâng, F4 yếu quyết anh em có thể thấy trên màn hình. Vô cụ 134 điểm là một cái ổn rồi. Chấn phái 20 thành, kim mao bảo bảo 120% vĩnh viễn. Lưu thủ áo chưa lưu thủ áo. Đây. Đây là tiến cấp Nami kiếm, Nami kiếm tiến cấp không cần phải quá là nhiều làm gì cả. Rồi tiếp tục đây. Mật tịch phụ này, mật tịch phụ này. Rồi có một cuốn là 4 phụ lục 10 thành 106% dòng 4. Cũng rất là ngon rồi. Đây, các mật tịch phụ khác này. Cũng 10 thành 4 phụ lục này. À này, toàn 10 thành 4 phụ lục thôi mà một quyển dòng 3. Đúng ạ, một quyển dòng 3 101%. Đó. Hay yêu quyết cao cấp có tác dụng gì đây? Sinh phủ tế chúng sinh và hóa Nga mi Phật ý thì tôi check xem nó có tác dụng gì ạ. Nhất là Nga mi Phật ý thì chúng ta là tất cả hiệu quả kỹ năng hỗ trợ chính diện kéo dài 43%. Tức là sao? 43% thì tôi thử đeo nào, 43% thì búp lên sao? À kia như thế nào nhỉ? 17. À hình như là búp nó tăng thêm một tí thì phải sao nhỉ? Rồi. Còn yếu kết thứ hai, cao cấp thứ hai phù tế trung sinh có 8% phục hồi ngay 4% sinh lực của mục tiêu. Có 8% phù tế. À phù tế yêu kết cao cấp à? Tức là có 8% phục hồi, tỷ lệ là 8% phục hồi 4% sinh lực của mục tiêu. 4% là cao, cực kỳ cao rồi. Ok, tiếp tục là một kho thương hải thị châu thì cái này không có gì cả. Đá quý nhỉ, đá quý chắc chắn là ngay mình kiếm rất là nhiều rồi. Đấy, anh em nhìn đá huyết này rất là nhiều. Đá nguyệt này chúng ta có cũng tương đối là một đá hai rất là nhiều, còn thừa hai viên đá hổ này. Đá hổ ok rất nhiều, hai viên đá hổ cấp 7, hắc rượu này cũng rất nhiều, tịch lăng ba tiêu dao 9 thành này, rồi kiếm rượu dương này, xếp búp này, quần áo búp này, quần áo sư môn 5 này, quân công này, 9 triệu công sản anh em phải lo, bởi vì hiện tại hiểu tiếng chỉ cần 7 triệu thôi mà, quá là ổn luôn. Soi thủ khố anh em nhá, trước khi soi thủ khố thì mình sẽ xem điểm bang nào. Ui điểm bang 18k cơ. Anh em có không cần làm nhiệm vụ bang thì bật điểm bang đánh mấy tháng cũng ok đúng không ạ? Cứ bật hiệu 10, quên bật hiệu 10 đánh thoải mái luôn. Vâng, anh em thì thấy là trong dương chúng ta có những đồ gì? Ở hết thì rất nhiều, kiếm hào hiệp vô hạn. Vâng, dương áp này có hai cặp, một cặp đang kiếm chi bấn giảm tổn thương 15% mắc binh. Còn lại thì có báo đen này, có kiếm toàn là đầu vĩnh viễn thôi anh em. Kim sáng 6 luôn này. À này, trước kim sáng 6 đương nhiên rồi. Huy chương này, sinh lực 10k. Rồi giày 15k thật ra thì không cần, bởi vì có kim sáng 7 thì không cần kim sáng 6. Rồi. Đấy, quên chưa soi xếp sâu. À còn cái văn sức kháng ngũ hành rồi. Đương nhiên Nga mới kiếm phải đi kiểu như thế này rồi. Thì ví dụ anh em đi lên server 33 hỗ trợ thì đeo văn sức này vào. Đúng không ạ? À mình chưa soi mạch cái cảnh đây. Phiếu đổi hiệu này. Úi xa. Anh em đục chán đục chê luôn. Không phải lo hiệu thiếu luôn. Thì chắc tôi đục luôn cái hiệu thiên quyền. Thế là thiên kiều lệnh rồi. À đây rồi. Hạng hóa cảnh này anh em ơi. Vừa ngay mình kiếm quy lơ và bệnh mấy mạch hóa cảnh. Sẽ vào quán hổ top 1 luôn. Top 0 luôn anh em này. Đấy, hiện tại thì ác đã 70 mạch hóa cảnh rồi. Chúng ta đang tiến tới chỉ còn 20 mạch nữa là mắc hóa cảnh. Thì nó còn trâu bò hơn rất là nhiều. Vô cụ tăng 275 đi, quá là kinh khủng. Và cái phần gần cuối cùng là mình sẽ review cho em nó cái tủ áo nha, xem tủ áo nó có những cái gì. Ở ngoài thì tương đối là nhiều thú cưỡi rồi, xem tủ áo lưu có những thú cưỡi và ngoại trang gì. Còn tủ áo nhỏ hả? Khá là nhiều ngoại trang anh em ạ, cũng tương đối là nhiều thú cưỡi. Tủ áo nhỏ chúng ta có hoa sen này, có hồng liên hoa nhá, liên hoa thì đeo vào cũng khá là đẹp rồi. Ok, tổng kết về arc này thì cuối cùng arc này có những cái gì anh em nhỉ? Arc này thứ nhất là một Nga mi kiếm full hiểu tướng kim xà 7 văn sức 3, những cái trang bị mạnh nhất của Vinagame thời điểm hiện tại, và F7 ok rồi. Tin tức chuyển sinh 199
Và hiện tại thì anh em có thể thấy là ác là nón đá 7 này, còn lại là full đá 6. Kiếm hình như nó cũng đá 7 đúng rồi, kiếm đá 7. Có thủ bảo kích quá là cao anh em tẩy, hai món xin được 25k thì là tuyệt vời. Và cảnh hiện tại là 70 mạch, tròn 70 mạch anh em nhé, 70 mạch. Và Thượng Hải Di Châu cấp 5, có một cái Thượng Hải Châu cấp 7. Tôi luyện là 17 trên 20 Thượng Hải Châu cấp 7, quá là ngon luôn rồi. Em việc chỉ được vào đập nhau thôi, mua về là chỉ việc cày hóa cảnh nốt cho nó mắc 90 mạch. Đấy, chắc chắn là những ác như thế này thì có slot bán hội tinh anh cuối năm rồi, 24 đúng không ạ? Chắc chắn là sẽ có slot bán hội tinh anh 24 để anh em có thể đi. Đây chúng ta có ít quân công gì đây, với chí dương hoàn. À cái chí dương hoàn này được cái kim xà rồi. Đại liêu minh soái cờ á, này không biết cờ cờ soái mình check xem, à nhưng mà chưa có cờ soái. Cặp cờ có viên đôi tăng kiếm chim ấn chất à, có chứ, có cờ soái này anh em. Đây cờ soái này, kháng hiệu ứng này, ok đúng không? Áo thiệu thánh nguyên soái này, ui ác này cũng là khá là vip này, một thời cho là lâu đời rồi này. Tránh hiệu ứng 50% này, vô lâm thập nhị sứ là cái cho bán hội tinh anh. Ok thì ác này trị giá full ác là 75 triệu Việt Nam đồng. Anh em nào mà có kết thì inbox Facebook mình, còn muốn mà thương lượng thì cũng inbox luôn. Ở đây thì chúng ta anh em thể thấy là mạch cơ quan mặt da rất là nhiều, có thể đổi lấy yêu kết cao cấp. Đấy. Ok, clip dừng lại tới đây nhá. Anh em nào mà kết thì inbox mình luôn. Chắc chắn là có slot bang hội tinh anh em muốn đi, đi cho những bang lớn chứ không phải đi những bang ấy đâu. Đi những bang top 1, top 2. Mua về đi 33 KV là ổn này. Rồi, bye bye anh em.